1, 2, 3. Đẹp vậy. Chào. Em cảm ơn anh rất nhiều. Đáng mua quá. Đẹp ghê chưa? Lần đầu tiên. Đẹp chưa? Đó. Anh sao? Đẹp chưa? Kỹ niệm. Đẹp ghê không? Vàng thiệt đó nha, chứ không phải vàng giả đâu á. Có vô tiệm vàng có quay á. Đó. Vàng thiệt ghê. Nãy giờ thì... con với ba hùng mà. Tưởng chị chết. Giờ Phong xúc động muốn khóc luôn kìa. Thì sao, muốn nói gì với anh không? Em cũng cảm ơn anh rất nhiều đó. Tặng một món quà rất lớn. Sao không? Không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh đã giúp thời gian qua luôn bên em và mấy đứa con. Con chào ông bà cô bác luôn. Ê, bây giờ sáng giờ gia đình Phong là cũng làm xong xuôi rồi. Thì vợ Phong đang làm đồ ăn dưới. Thì bây giờ là Phong sẽ đi xuống để tạo bất ngờ cho vợ của Phong. Phong ngồi ở đây sợ bị phát hiện quá. Ngồi trên phía trước nhà. Rồi bây giờ hai trẻ con mình chuẩn bị nha. Im nha, đừng có nói mẹ biết nha con. Rồi, rồi Phong Nguyễn mời ông bà cô bác cùng đón xem đoạn video của Phong với bé Tí nha. Bé Tí chúc ôm hung mẹ nha. Rồi ba tặng quà cho mèo. Ba phải kéo cái quần xuống. Hồi nãy ba dưới hè ướt cái quần, con phải kéo lên đi bán đại về. Dạ. Bây giờ tặng mẹ là cái hộp là cái miếng giấy này á, mình phải xé ra mình giấu. Chứ mình thấy cái hộp về là mẹ biết mình phát hiện đúng không? Dạ. Lấy về thôi. Theo đi. Ba bỏ nè, ba bỏ gì vô, ba bỏ hộp đá vô á, vậy bỏ nữa. Mẹ tưởng chi cái gì? Trời ơi, Tí ơi, ghê quá. Ba chưa nghĩ ra mà con nghĩ được vậy luôn hả? Bỏ hộp đá vô xong rồi tưởng chi, mẹ tưởng chi cái gì? Đó, đẹp được chưa? Mình nói nhầm. Bây giờ có cần bỏ vô đầu không Tí? Thôi, đi. Bỏ cục đá vô cái bịch đó cho mẹ tưởng chi cái gì á. Mẹ mở ra mẹ thấy cục đá không? Xong ba tặng này cho mẹ nè. Không rồi mẹ tưởng chi gì mẹ gỡ ra nữa. Con vô nhà đây. Tặng cho mẹ món quà. Ô, sao ơi? Sao? Đi. Chà con mình xuống tặng quà cho mẹ. Ông qua cho okay. Mẹ thôi. Chịu không? Đây, ẵm ba ẵm nè. Ba ẵm con. Ừ, ba ẵm con nha. Hai cha con mình đi xuống tặng quà cho mẹ nha. Chà con bé sau tặng mẹ gì? Tặng mẹ. Tặng mẹ gì? Tặng mẹ. Mẹ kìa. Kéo cửa. Thầy giao phòng rồi. Thấy mẹ rồi Tí. Dạ. Mẹ đang ngồi trong góc. Từ từ ba đi kiếm. Để ba đi lục đạo đi Tí. Lên đây lục đạo mấy cha con mình lục đạo kiếm đồ tặng mẹ Tí ơi. Gì ba? Có quà cho mẹ rồi Tí. Dạ. Hà đảo quá. Không biết cái gì đó nữa. Em ơi. Sao dẹp dao lên? Quạt của mẹ nè. Bữa nay ngày 14 tháng 2 anh tặng cho em. Cái gì có cái hộp thế này. Lấy cục này cho mẹ đi Tí. Gì vậy? Đi tặng cái quạt.
Đẹp không? Con đẹp quá à. Con thôi bây giờ là con đẹp quá kìa. Con nghe mẹ. Đó. Ông bà cô bác ơi. Con nghe quá. Xem mà. 14 tháng 2. 14 tháng 2 bà con. Bà tặng cho mẹ cái quạt ha tí ha. Con. Đó. Đó mát ghê chưa? Xong nè. Trời ơi tặng mẹ cái quạt mẹ không cảm ơn ba tiếng nào luôn. Em cảm ơn anh. Hả? Ba. Cái này cái quạt ba tặng cho mẹ mà. Ba tặng cho mẹ mà tự nhiên con lấy. Rồi. Ba tặng cho mẹ quà mà mẹ không tặng ba cái gì hết trơn. Ba tặng mấy đứa con được rồi. Tặng mấy đứa con được hả? Rồi, tắt đi tắt đi. Ba mới tặng nhiều con. Ừ, mới tặng nhiều cho hai đứa nè. Tặng cho mấy đứa con. Ừ. Để ba tắt cái này. Chúc đi hai nhiều chứ không? Để đi chúc ba cho mượn. Chúc ba cho mượn. Cho Hải Diệu. Chúc ba cho mượn nha. Chúc gì ra ruộng Hải Diệu ha. Chúc Hải Diệu nha. Sáng là sáng vào phòng. Phòng đi mua hàng nhiều cho bé tí bé sâu rồi. Bây giờ quà cho mẹ thì ba mới cho rồi. Cái gì vậy? Cười gì bóp da vậy? Mẹ bóp da, bé tí chớp chớp mắt nữa chứ. Rồi, cười cho à. Cho mẹ đã đời bây giờ mẹ không cho ba cái gì giáo buồn quá tí ơi. Dạ. Các ba ngồi ở đây luôn quá. Mẹ đâu có gì đâu cho. Có cho mấy đứa con được rồi hết không? Hung mẹ. Gì là sao? Đập hung ra. Ồ, kêu ba hung mẹ hả? sâu kêu ba hung mẹ rồi tí. Mẹ nghe nói hung mẹ phái mẹ cười à. Ê, ba đứa còn sợ còn kiếm thêm đứa nữa gì mà cười cười hoài. Rồi bé sâu thương ai nhất trong nhà? Ba hai nhất nhà. Chú ba thương ba Phong hả? Đâu con thương ai? Con thương ai? Con mẹ ăn ba. Ăn ba. Nó rồi quà nhất nhà. Con mẹ ăn ba. Thương mẹ. Trời. Này là xu hướng. Xu hướng thương ba thương mẹ luôn. À, bụi vô mắt con hả? Thương cả hai đó con. Đừng dụi. Thương cả hai phải không? Dụi mắt hoài vậy. Nãy tặng quà cho mẹ xong rồi mà bao ngồi ở đây phải bà đợi nãy không thấy quà hết trơn. Buồn quá tí ơi. Đang thì quà mà. Có ba đứa con rồi còn gì nữa. Chứ mẹ ở nhà không mẹ đâu có gì kêu, đâu. Kêu mẹ nha nhắm mắt rồi đi bà tặng món quà tí. Nhắm mắt rồi mà. Nhắm mắt rồi. Nhắm mắt rồi. Gì cái gì ghê quá vậy. Đấy biết cái gì không đây? À có biết. Mẹ nhắm mắt lại đi, em nhắm mắt lại đi em. Sâu sâu xích dao ra sâu. Xích dao để bà tặng quà cho mẹ. Tặng cái gì đâu, quà đâu. Tự nhiên kêu nhắm mắt lại đi quà đâu. Ngộ ghê trời. Nhắm mắt lại, dẹp bỏ tay xuống. Để chút xíu làm tiếp. Cười. Quay gì lắc con. Quà gì mày đâu có thấy quà đâu. Nhắm mắt lại đi, mệt quá. Thấy thì khó lại. Hiểu quá. Mệt quá. Nhắm mắt lại. Dạ. Sâu sâu che mắt mẹ lại tí vậy sao rồi. Gái đầu luôn à. Che mắt mẹ lại. Gì sao? Dạ, che mắt mẹ lại. Lấy tay che lại. Không cho mẹ mở mắt nha. Dạ ơi, che mặt mắt lại. Che mắt sâu nó còn cười à. Sâu còn không biết chuyện gì nữa. Cái gì? Ăn cái gì? Tay che mắt lại. Lấy một tay. Này. Hí hí. Này. Che mắt đàng hoàng hí hí hoài không chịu nha. Dạ đang quan lới. Ông nha, không có chân gian nha. Để bà kiếm cái khăn mà còn quấn cái đầu đó mẹ làm được. Quấn cái đầu ghê quá vậy. Để kiếm cái khăn, có cái khăn hoàng của con không? Trời ơi. Trời. Gì nữa. Để kiếm cái khăn mà chùm mắt mẹ lâu quá tí rồi không biết lấy gì chùm nữa. Cái mẹ. Gì vậy, gì ôm cổ vậy. Dạ đi ba đang làm chuyện chui vô hoài. Vậy? Nhắm mắt lại. Dễ thấy gì nữa. Và lấy lên lấy khẩu trang bịt cái mắt mà lại mẹ trơn gian quá. Gian gì có gì đâu gian. Đây nếu ba tặng quà cho mẹ chứ ba có làm gì mẹ đâu con lao à. Đây, mẹ có thấy đường không đó. Ba ở bịt mắt ba lại coi thấy đường không? Để quên thử ba mắt coi ba thấy đường không. Không nhìn ba giống tặc trăng quá. Trang hoàng nhé. Ủa mới quên đó, che mắt mà tự nhiên che luôn. Trời ơi, che này đi.
Đại thằng Hòa đã đi làm nữa nè. Đi làm ba đồ nè. Ba tặng quà, ba tặng quà cho mẹ chứ không có làm gì hết trơn á. Nó tưởng đâu là ba đang làm vậy nhiều quá. Kính lỗ đây nè, ông có hí nha. Rồi. Cái gì vậy? Rồi bữa nay ngày 14 tháng 2 thì Phong cũng có cái món quà cho nhỏ tặng cho vợ của Phong. Vợ Phong cười không? Tại đó vợ là mấy cái ngày này Phong cũng có tặng cái khác chứ không có tặng cái vật phẩm. Vợ Phong cười. Ô mẹ để mày xỉu giờ. Ô mẹ nói. Ô ba tặng cái gì trời. Tặng gì tặng đại đi. Tặng cái tặng đại. Tặng còn hối. Đây ông bà cô bác thấy chưa? Chưa hết rồi. Rồi sau nó nói cho đây, gì vậy? Cầm thử coi. Đây cầm thử coi. Cái gì vậy? Nào, cầm tưởng tượng cái gì đây? Không có ý nha. Cái gì vậy? Tưởng tượng cái gì? Như cái hộp á. Thì cái hộp đúng rồi. Mà ai biết cái gì vậy? Rồi, rồi để bà mẹ ấy cho mẹ nè. Đứng sau lưng mẹ kìa nó. Cái gì vậy? Wow, hết hồn chưa? Trời. Thấy mắt nữa. Giống chiếc nhẫn như vậy. Đâu có. Hay là cục đá. Đúng không? Cục đá hả? Đá bự lắm. Này này, nó. Trời thí nữa. Này ông bà cô bác ơi. Mày dắt kim cương quá. Máu mắt ra mà. Ê. Tự nhiên máu mắt mẹ chứ con. Này, sâu cầm giùm ba nè. Cái gì vậy? Này ông bà cô bác ơi. Cái gì mở mắt cho nãy đi. Chắc là đẹp luôn. Đó mắt phải ra. Ê, tí. Đây, chết chưa, không lọt rồi con ơi. Đây, chính nè. Đây, ừ, vừa có chiếc nhẫn đây luôn rồi. Nhẫn. Mẹ nói nhẫn luôn rồi con đâu nữa. Gì vậy? Quên, lần đầu tặng quà không biết sao quay clip cho nó hay không bà ơi. Cái vậy? Này. Trời cảm ơn. Mở mắt cho mẹ nè ba. Chưa, rồi vừa y luôn nè. Mở mắt ra. Đó. 1, 2, 3. Wow. Đẹp vậy. Sao? Em cảm ơn anh rất nhiều. Đã mua quà. Đẹp ghê chưa? Lần đầu tiên. Đẹp chưa? Đó. Hay sao? Bây giờ ba chưa? Kỷ niệm không? Đẹp ghê không? Vàng thiệt đó nha, chứ không phải vàng giả đâu á. Có vô tiệm vàng có quầy á. Đó. Vàng thiệt ghê. Nãy giờ thì... con với ba hùng mẹ. Đứng chị lệ, đứng chị chê chê. Bây giờ Phong xúc động muốn khóc luôn kìa. Hay sao, muốn nói gì với anh không? Em cũng cảm ơn anh rất nhiều đó. Tặng một món quà rất lớn. Sao không? Không biết nói gì hơn. Cảm ơn anh đã rất thời gian qua luôn với anh em và mấy cái đứa con. Này cái món quà nhỏ nhỏ anh tặng cho em. Tuy món quà nhỏ nhỏ nhưng mà đối với em là món quà rất lớn. Thì mấy bữa trước anh coi trên mạng đó, anh thấy biết bữa nay ngày 14 tháng 2 đó, thì anh cũng đó là một năm, có chút ít anh nay là được 6 năm 7 năm gì đó là anh mới được món quà này. Anh được món quà này bữa nay anh làm em bất ngờ luôn. Ngày đó giờ nói chung công việc ở nhà nó lu bu nhiều quá rồi anh cũng không có dành nhiều thời gian cho em với cho mấy đứa con gia đình á. Thì bữa nay thì anh cũng muốn mua cái món quà nhỏ nhỏ thôi. Đây là cái tấm lòng của anh. Và muốn gửi tặng tất cả cái tình tạ cảm vô gia đình mình á. Thì cũng mong anh cũng rất là thương em, đã sinh ra anh ba đứa con rất là dễ thương.
Thì suốt cuộc đời này á, thì anh luôn bên cạnh em với mà mấy đứa con của mình. Cho dù anh biết á, là cũng có những lúc là cô bác với những anh chị nào đó nói là cho dù là em không có được xinh, không được xinh xắn giống như là những người con gái khác, nhưng mà trong cái tấm lòng của anh á, với trong cái tình cảm của anh á, thì anh luôn xem em là một cái người vợ đẹp nhất trong lòng của anh. Cho dù đến suốt cuộc đời hay là có một cái cơ hội lựa chọn nào khác nữa, anh chắc chắn một điều anh vẫn lựa chọn em là người cùng đi suốt cuộc đời, và đến khi anh không còn hơi thở nữa thì anh sẽ không, cũng không bao giờ mà quên hình ảnh này. Anh không biết sao thôi đừng buồn nha. Bữa nay là ngày vui nha. Đâu buồn buồn khóc. Làm sao muốn khóc theo luôn á. Bữa nay chồng làm xúc động quá. Bữa nay là Phong tính làm cái video nó vui à, chứ không có ngờ là lại vợ Phong khóc luôn á. Làm Phong á thì Phong lúc nào cũng tình cảm á, trong khi thấy vợ rồi khóc rồi vậy mình cũng không có kiềm chế được cảm xúc á. Có gì ông bà cô bác cũng thông cảm cho Phong với vợ Phong cũng nha. Nè thôi sâu lại thì hung mẹ rồi con. Hung mẹ nè. Mẹ khóc bỏ mẹ. Hung mẹ đi. Trời gái hung mẹ lắm. Đây. Bữa nay ba mua quà hết cho gia đình mình nha. Mẹ khóc bỏ mẹ. Mẹ không khóc. Mẹ thương ba mẹ khóc quá. Gái mẹ ngoan lắm nè. Nè em muốn nói gì nữa không? Thì khóc. Anh làm em xúc động. Thì thôi bữa nay là cũng ngày 14 tháng 2 là cái ngày mà lễ tình nhân. Thì Phong á thì cũng có cơ hội giống như ngày này á, thì cũng nhớ lại giống như mà cũng muốn dành một cái chút tình cảm dành cho người vợ yêu dấu của Phong, đã gắn bó với Phong tới nay là cũng 6 năm mấy rồi. Thì cũng xin cho con Phong là ba đứa con, đứa nào cũng dễ thương hết. Thì Phong cũng gửi những cái lời chúc tốt đẹp đến những bạn đang quen nhau á, và không duyên, Phong nghĩ là không duyên gì cái ngày mà lễ tình nhân hoặc là một cái ngày lễ gì hết. Thì đối với trong gia đình đó, trong cuộc sống thì gần như đó, Phong thấy những cái ngày nào cũng là cái ngày mà dành cho gia đình, rồi dành cho những cái ngày hạnh phúc trong gia đình thôi, chứ Phong cô không nghĩ cái ngày nào ngày lễ gì nó cũng không quan trọng đâu. Thì dành cho nhau là cho dù có ngày thường đi nữa là dành tình cảm cho nhau cũng rất là quý rồi. Thì Phong cũng không biết gì nói nữa, chú biết là bữa nay Phong trong khi lúng túng với cũng xúc động quá, với giống như cái video nó ngoài cái ý muốn của Phong luôn á. Thôi thì Phong cũng chúc ông bà cô bác anh chị em đang xem video Phong á thì luôn như vui vẻ bình an và có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và đặc biệt thì nếu cái công việc nhầm khi nó bận rộn là do đi làm hoặc là do kiếm thu nhập để lo trang trải gia đình á, thì những cái phút mà mình tranh thủ mình dành cho nhau, cho gia đình đó, thì nó về nó quý, rồi nó cái tình cảm cho nhau và hiểu cho nhau được nhiều hơn nữa. Thì bây giờ em có muốn nói gì nữa không? Cảm ơn ông bà cô bác đã thương yêu thương gia đình và luôn ủng hộ gia đình xem kênh chồng con và của anh Khánh rồi. Ông muốn thành thật cảm ơn. Thì bữa nay nói thật sự là đây là cái món quà, món quà của hồi nãy Phong đi ra mà Phong lựa nhẫn là Phong cũng tạo sự bất ngờ, nên cái cô chủ tiệm hồi ngoại là hỏi Phong là vợ Phong đeo là cái ni mấy á, vợ Phong cũng không biết nữa. Và Phong nói là đeo vừa cái con út của con là chắc vợ con đeo vừa, mà cũng may mắn á là Phong lựa sao mà chiếc nhẫn là nó vừa cái ngón tay, mà cái ngón tay này là đúng là cái ngón tay mà hay đeo nhẫn cưới luôn á. Thì Phong rất là vui luôn. Thì nói cái nhẫn này là nhẫn giống như mà Phong đi mua, nhưng mà thật sự á là trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng nhờ ông bà cô bác là trong ngoài nước đâu xem ủng hộ Phong á,
thì Phong mới có thêm thu nhập rồi có tiền trước nhất là mua sữa đồ cho mẹ Phong uống rồi với gia đình, và hôm nay thì cũng có một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ dành cho vợ Phong ở đây nữa. Cái này là thật sự là Phong hồi đó giờ nãy giờ vợ vợ Phong cũng nói là đó giờ Phong cũng chưa có tặng vợ Phong một cái gì mà nó có giá trị hết trơn á. Bữa nay là lần đầu tiên luôn, làm bất ngờ xúc vợ động. Phong xúc động hết, Phong cũng không ngờ luôn, không có tưởng tượng nổi. Nói đâu nữa. Thì thôi bữa nay thì thật sự là Phong rất là vui luôn, không có lời lẽ nào để nấu hết trơn á. Sau thấy mẹ khóc, sau khóc theo luôn rồi. Chỉ biết bây giờ Phong cũng xin khép phần video tại đây luôn. Phong cũng cảm ơn ông bà, cô bác, anh chị em và những em nhỏ thời gian qua đã thương gia đình của anh Khánh nè, rồi Phong, ba mẹ Phong và gia đình vợ chồng Phong và mấy đứa nhỏ trong gia đình nữa. Thì thật sự là cảm ơn tất cả, và cảm ơn những mạnh thường quân đã yêu thương và cùng đồng hành với Phong trong thời điểm lúc này luôn. Thì hồi bây giờ thì trước khi khép phần video thì Phong cũng muốn tặng cho vợ Phong thêm một nụ hôn nữa. Dạ, cũng cảm ơn ông bà trong nước và ngoài nước đã thương yêu gia đình Khánh và anh Khánh và anh Phong. Dạ, cảm ơn ông bà. Thôi Phong Nguyễn chào ông bà cô bác nha. Bé Sâu hôn mẹ nè con. Rồi bé Sâu chào ông bà nè. Chào ông bà đi con. Hôn ba đi, chào tạm ba, ông tạm biệt ông bà luôn. Hôn ba kìa. Rồi, thôi Phong Nguyễn chào ông bà cô bác nha. Chào ông bà cô bác.